Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan vs Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Rồi thì chúng ta sẽ nhận cái trứng ở đây luôn nha. Vào thôi. Chiến đấu anh em ơi. Cái phải trận trứng mà làm tiếp tục cái nhiệm vụ của cái lễ hội ở phục sinh. Làm thêm một trận nữa là chúng ta sẽ kiếm được khoảng 4.000. Ô. Hôm nay ta sẽ chơi một cái thể loại rất là cổ điển từ ngày xưa anh em ạ, có nghĩa là mở đập ấy, đập chum. Chơi đập chum đây. Có wasabi đây anh em. Ok. Nó sẽ ra từ đâu đây? Từ từ nha. Để đây phát này. Rồi ok. Để đây phát này. Có lẽ là nên để chỗ này một chút. Rồi ok, mình sẽ đập hết ra luôn. Nào, vào đây nào, các bạn trẻ. Nó cũng nhanh thôi, không phải lâu đâu. Không phải lâu một chút nào đây anh em. Vẫn còn thêm wasabi này. Đánh thôi. Đầy wasabi đây, thiếu gì đâu. Úi xổ. Đập hết ra. Chỗ này cho nổ đây anh em ơi. Đây. Giết nó luôn. Này thì vào này. Nó khá là dễ vì wasabi của ta rất là khỏe. Ui, nó quay như thế này thì làm sao mà chịu được. Thắng luôn ạ. Dễ thế. Đi chơi đập chum. Và chúng ta giành chiến thắng rồi. Ở đây ta sẽ kiếm thêm được Endurian. 1000 coin nó ngay cạnh cái Endurian này. Quá đen. Nhưng mà tổng cộng là chúng ta sẽ thu hoạch được 5.000 coin từ cái sự kiện này nha. Đó, đầu thỏ anh em ơi. 4.000 coin này. Có thêm coin rồi. Bây giờ ta sẽ tiếp tục sang với cái trận tiếp theo. Mình vào đây nhận game. Nhận game từ Piata Party. Và chúng ta có là 169 con game nha. Ở đây ta sẽ có cái Big Way Beach này. Practice Room chơi cái nào đây? Chúng ta sẽ chơi cái Big Way trước đi. Cái nhiệm vụ Butter Z ta sẽ để cuối nhá. Chơi khoảng 2 trận là ok thôi. Không có gì khó cả. Rồi, chơi lá bèo. Lâu lâu mới chơi được mấy cái lá bèo đây. Đã quá lâu rồi. Ok. Mình sẽ dùng cây gì đây? Chúng ta sẽ dùng cây gì để đánh nhau với nó đây? Giờ dùng Moonflower đi. Moonflower hình như bị cấm. Hãy chả bị cấm Moonflower anh em ạ. Quả này ăn cám rồi. Họ cho mình 1.750 đồng. Ái chà. Ghê đây. 750 đồng à. Chơi hơi khó đấy nhá. Chúng ta dùng cây gì bây giờ? Màn này thì có lẽ vẫn thể dùng lá bèo là điều chắc chắn này. Cái cây này rất là ít khi dùng đấy anh em. Tanger Keef rất ít khi dùng luôn. Ok, bowling. Cho dùng thêm được 2 cây nữa. Chúng ta nên dùng chuối không anh em? Dùng chuối nó cũng dùng không dùng chuối rồi này. Dùng chuối này. Tiếp tục có lẽ là mình sẽ dùng wasabi nhỉ. Vấn đề là chúng ta xem cái cây nào mình đang được tăng sức mạnh ấy thì ta nên dùng cái cây đấy thì nó dễ vàng vượt qua cái map này hơn. Chúng ta còn có tận đến 4 chậu chưa trồng, 5 chậu. Đây. Có lẽ nên dùng cái con cá sấu anh em ạ. Cây này ngon này. Được rồi. Chúng ta sẽ dùng cây gì thì chúng ta sẽ cho lên đây luôn. Đây rồi, chúng ta có những cái cây rất là bá cháy nhưng mà cái này hoàn toàn bị kéo xuống được. Ok, chúng ta sẽ sử dụng đó là cây bắn đạn cẩu được không ta? Cá sấu được không ta? Rồi có lẽ là sẽ dùng được nhưng mà nó cái này ấy, cái map này thì nó không cho mình, nó cho mình luôn một cục tiền mình có thể chơi ấy. Đấy là điều đáng nói. Nó không có con kéo nha anh em. Yes. Mình sẽ chọn cái gì bây giờ nhỉ? Bỏ cái wasabi đi. Có lẽ chọn cái này. Chọn cây này là hợp lý này. Chuối à. Một cái lớp giáp à. Lớp giáp mình chọn hẳn lớp giáp xịn đi. Đây 50 đồng này. Cho chất không? Thêm cây gì nhỉ? Cây gì ta sức mạnh ta? À đây đây, chính là cây này đây anh em. Có lẽ được chưa ta? Có mấy cái pin biết nó cấm hết anh em ạ. Nó không cho bất kỳ một cái nào luôn. Chỉ là 1.750 đồng thôi nha. Nên nhớ là như vậy. Mà chắc chắn là như vậy luôn.
Có lẽ thế này là đủ rồi nhỉ. Tầm này thôi, không cần nhiều đâu anh em. Rồi, có lẽ là mình sẽ chơi. Bây giờ mình đặt theo kiểu gì đây? Đây đây, đặt cái này. Úi xổi ôi, có mà cắn gãy răng nhá. Cắn gãy răng luôn. Đó, cắn mắc gãy răng luôn đấy. Ờ, xong nó đặt bowling đã. Rồi, có bowling là ngon rồi. À, mình có được tăng plant food này, đáng lẽ nên chọn cái cây kia thì đúng hơn. Thôi rồi, cái này cũng được. Và còn khoảng 575 thì ta sẽ dùng một số cây ở đây nữa nhờ. Tía dùng một vài cây đấy là xong. Let's rock nào, hy vọng sẽ chơi được. Nào, tiến lên ạ. Ui ủa, ui ủa. Nó không biết nó có thể, ui xổi, bắn này. Ui. Ồ, cũng cái điều đặc biệt là chính là cái này là nó sẽ phá luôn cây của mình nha bạn. Rất ngáo luôn. Con này không tác dụng dưới nước rồi. Quay ngáo rồi. Ngáo chuối cả nải rồi anh em. Bắn lên, bắn lên, bắn lên, bắn lên, bắn lên. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác, chính xác. Nó chưa thể vào đâu. Cứ bình tĩnh. 125 này. Càng đông càng vui anh em ạ, từ từ đã. Mình đang đợi nó vào. Ui nó cắn nhanh lắm nhá. Nó cắn mắc nhanh luôn ấy. Này này. Đắn theo kiểu đạn cẩu ấy, dạng dạng kiểu vậy. Xuồng. Bắn như thế này chịu thích quái là được nhỉ. Này 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 anh em ơi. Cái này thì không thể vào đâu. Ở đây đây đây, dùng cái cây này. Kéo thằng này xuống chứ. Đấy, chết luôn mấy cái thằng xịn xịn của nó anh em ạ. Đại bác này. Hay hay. Thắng ngay. Nhìn chung là cây mình khá là khỏe. À, cái này có level 1 thôi, chẳng phải khỏe lắm. Cái con này có ăn được con gì không? À, hình như phải lên bờ thì cái cây này mới tác dụng này anh em ơi. Hoa thịt người này. Rất là chuối cả nải luôn đấy. Thế luôn là cái màn này. Ok, chúng ta sẽ kiếm thêm được đầu của zombie. Lily Pass. Bowling Boons. Có gì nữa không? Hiện tại là không có gì cả. Tạm thời thế đã. Ok, tiếp tục là sang với trận tiếp theo nhỉ. Mình sẽ vẫn đang ở cái màn này đúng không? Có lẽ mình nên tập trung vào chơi Battle Z đi. Hiện tại là Battle Z mình đang ở vị trí bao nhiêu? Còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ kết thúc? Ôi, hôm nay là kết thúc nha anh em. Không đánh nhanh là ăn cám. Vị trí 4 là 123. Ồ. Căng ghê ta. Mình sẽ cần phải đánh rất rất nhiều đấy nha. Không là chúng ta không kịp được cái chỉ tiêu đề ra đâu. Nhưng mà tầm khoảng 11 giờ mình chơi thì mình còn biết căn giờ ấy. 11 giờ đêm anh em. 11 giờ hoặc là 11 rưỡi anh em chơi ấy, thì 12 giờ nó sẽ bắt đầu là nó kết thúc rồi. Thì lúc đấy thì nó sẽ đua hơn. Bây giờ đua lên thì nó vẫn có thể là vượt kịp mình được. Và mình không hề muốn tăng hạng một chút nào cả. Chính xác. Rồi chúng ta vẫn lựa chọn những cái cây cực kỳ là quen thuộc thôi. Mấy cây này cũng chưa đăng cấp được. Chỉ đến này thôi. Blover vẫn level 4. Level 5, level 6. Hai cái này khá khỏe. Cái cây này hơi yếu này. Có lẽ tía dùng kẹo để mua không anh em ơi? Có lẽ tía dùng kẹo để mua nâng cấp cho cái cây này đi. Nâng cấp cho kiểu là cái khiêng của chúng ta lên. Hơi nhầm một cây. Đây rồi. Let's rock này anh em ơi. Chiến nào. Chiến thôi. Có thêm săn. Có thêm săn rồi. Lên nào, cần thêm săn nữa anh em ơi. Tôi cần thêm săn để đặt cây. Đúng chính xác như vậy. Nhanh, lên nào. Ok, cho ra ngoài luôn. Rất đông và nguy hiểm. Cực kỳ đông và hung hãn anh em ạ. Nó đang vượt qua cái chỉ số của mình. Khá là căng nhé. Chưa đủ tiền luôn. Cây chưa có nhiều lắm. Hệ thống cây của nó chưa nhiều lắm đâu. Ok, có lẽ là nên sử dụng cái này đi. Để cho nó hồi luôn. Chính xác là để cho nó hồi luôn anh em ạ. Yes. Rồi đấy, bây giờ thì cứ thế mà đặt thôi. Cứ thế mà dùng Blover liên tục thôi. Đơn giản. Đặt đây phát này. Ok. Đặt đây phát này, bảo vệ cây này anh em. Có lẽ nên bắt đầu là bỏ bớt cây ra thôi nhỉ. Cũng chưa nên đào bớt cây tại vì mình đang cần rất là nhiều tiền luôn. Đang cần rất là nhiều tiền.
Vào đây các bé cưng. Vào đây các bé cưng. Rồi. Có vẻ tiền đang về khá nhiều. Không cần phải quá vội. Hơn 700 ngàn cả. Kinh phết giờ nó đuổi theo sát đít kìa anh em. Thấy không? Có thấy gì không? Nó đuổi theo rất nhanh nhá. Không phải là chuyện đùa đâu. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, ok. Một nè. Hai nè. Hai, hai, hai. Tầm khoảng 1 phút thì từ từ mình cứ bình tĩnh đã. Chưa gì phải vội. Chưa gì phải vội cả. Bắt đầu đào thôi. Này. Rồi, ok. Thế sao có một cây ở giữa đấy? Bây giờ nhá, mình sẽ dùng cái plant food luôn. Nó có đầu đông quá rồi. Rồi, 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 rồi. Vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta anh em ạ. 2 triệu 3. Của nó được 2 triệu rồi. Team nó được 2 triệu điểm rồi anh em. Rồi, ok, ok. Bắt đầu là chuẩn bị dùng thôi, nhờ. Dùng thôi, dùng thôi, dùng thôi, dùng thôi, dùng thôi. Dùng thôi, còn đợi chờ gì nữa. Đúng không? Đến bây giờ là không cần đợi chờ gì nữa. Ở 10 phút là chúng ta bắt đầu là dùng rồi. Sổi đông thế. Đông vãi lúa, chuẩn bị dùng này, chuẩn bị dùng này. Một phát này. Đấy rồi, ok, xong ngay. Bị mất cây, bị mất cây, mất cây ở đây. 3 triệu 7, nó chỉ có 3 triệu 3 thôi anh em ạ. Thì nó thua rồi, thì nó thua rồi, thì nó thua rồi. Rất là may mắn luôn. Ok, 3 triệu 9, 3 triệu 6, căng nhê. Tí thua kìa, ui. Họ có cái min level 4 ạ, thằng nào khỏe kê. Khỏe ghê ta, nhờ. Thế thì mình cũng đi học tập là mình sẽ nâng cấp cái cây min của mình lên. Đơn giản. Nhưng mà mình sẽ nâng cấp cái min kia của mình cơ. Min tăng giáp cơ. Quest complete này, hoàn thành được thêm 2 kẹo này. Là 106 kẹo, chúng ta có thể mua được khá khá đấy. Vào trong cái này, nó đang bán tất cả các loại cây đấy mà. Bán tất cả các loại cây min luôn. Đây, 25 kẹo cho 25 op, 25 cái reinforce min. Cũng khá đắt đỏ. Rồi, vẫn lên được, thật ra vẫn lên được. Không có gì cả. Đó, 75 rồi. Thêm phát nữa nào. Và anh ta sẽ nâng cấp được rồi. Ok. Hiện tại nâng cấp rồi nha. Và mình hết kẹo rồi đấy. Nhìn chung là cần rất là nhiều kẹo. Thế thêm 5 game nữa. Mục tiêu là 175 game. À 174 rồi đấy. Nhanh vãi lúa. Mình sẽ nâng cấp cái min tăng giáp nha. Cái min tăng giáp là mình có từ năm ngoái. Khá lâu rồi đấy. Đây. Cái min tăng giáp đây anh em ơi. Upgrade này. Level up cho nó. Lên level 2. Duration. Regen 50. Thì chung là sẽ giảm thời gian hồi. Và thời gian tồn tại của nó sẽ tăng lên khoảng 9 giây. Nó hay như thế ở chỗ đấy. Chúng ta sẽ đánh thêm một vài trận nữa ở trong này nha. Ok. Vẫn là hệ thống cây như thế này. Và mình vẫn sẽ trồng như thế này. Từ từ nha, mình sẽ cho hai cái cây này vào gần nhau hơn. Đó. Đâu rồi ta? Đây đây đây, cái min đây. Cái min này phải tăng lên chứ đúng không? Chính xác là phải tăng lên. Ok, vẫn là sẽ reload lại như lúc nãy. Và let's rock nào. Chơi nhanh hơn nhờ. Chiều cách chơi nhanh hơn thôi. Coming. Vào đây nào các bạn trẻ. Ôi ơi, dùng hơi phí, hơi phí, hơi phí. Đang không có tiền đây. Mà cứ dùng ấm ấm đây. Đang không có săn đây. What? Cho rơi đây cái nhở. Không mà nó cắn nát cây kia của mình thì đúng là buồn cười. Này nè. Nè nè. Xuống đây nào. Rồi, slow lại, slow lại, slow lại, slow lại, slow lại. Đông đông tí dùng luôn cái này luôn. Cứ bình tĩnh. Ok. Ở đường trên này kiếm thêm. Con này trâu thế à? Ôi 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 ôi. Giết nó luôn anh em ơi, để nó cho mình thêm những con khác. Cho những cái tên khác ra chứ. Lâu quá, mất thời gian quá. Mắc lâu luôn. Đâu rồi, đông đông chưa, đông đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa. Từ từ, đặt nhầm nha. Đây rồi, để nó hồi cái. Mất thời gian quá.
thời gian hồi nhanh hơn, nhìn chung thời gian hồi sẽ nhanh hơn một tí. Vào đây này, cây mình trồng hơi chậm, tập này trồng hơi chậm đúng không? Ui trời ơi, ui trời ơi, ui trời ơi, lên nào. Hơn 500 rồi, bắt đầu là đào bớt cây thôi, không nên để thêm cây làm gì ở đây cho nhiều cả, vướng mắt. Bắt đầu là đào cây anh em ạ, có là đào cây thôi. Này này này, cái kia nó hồi chưa nhỉ? Hồi lâu thế, hồi mắc lâu luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, có rồi. Có rồi anh em ơi, hồi cái được rồi. Ui giời, hơi muộn so với dự tính của chúng ta nha. Chuẩn bị tơn nữa nè. Từ từ rồi. Xong ngay, nát như cám ngay. Tổng khoảng 20 giây là mình bắt đầu là dùng thêm một lần nữa nha. Bây giờ là chưa được, bây giờ là chưa được. Bây giờ là chưa được. Ok, 20 mấy giây này. Đấy rồi, đây rồi, đây rồi. Còn một lần nữa anh em ạ, tầm khoảng 5-10 giây là bắt đầu mình dùng lần nữa là xong. Mấy giây, sao có 1 triệu, ôi trời ơi, sao trời lại thua rồi. Nó 3 triệu rồi anh em ạ. Thôi quả xong rồi, quả xong rồi. Nó 8 giây kìa. Quả này xong rồi. Đố mà lên được nhiều điểm hơn 3 triệu 7. Ủa, 3 triệu 7 thì mình đúng là chịu rồi. Họ chỉ có level 3 thôi mà đánh kinh thế ta. Thế quái nào mà lên đánh nhanh thế nhờ. 3 triệu 735 ngàn. Họ dùng cả Dandelion à? Có lẽ là vậy. Mình không thắng trận này anh em ạ. Hơi tiếc, hơi đáng tiếc một chút nha. Yeah. Mình sẽ đánh thêm một trận nữa đi. Hiện tại mình đang đứng ở vị trí vẫn tự trí thứ 8 ạ. Đường lên vị trí thứ 4 còn hơi xa, hơi dài nha. Yeah. Dù mình đã nâng cấp lên rồi mà vẫn không được hơn. Dùng hơi lâu, lúc đầu dùng hơi lâu thì phải đúng không? Rồi đánh thêm một trận nữa nào. Cố gắng thắng trận này anh em ơi. Trận này chắc chắn nó sẽ thắng thôi, tại vì nó là mức đầu. Mấy mức đầu thường gặp những cái team rất là yếu, mắc yếu luôn. Ok ok. Ở đây phát này. Cho em thêm săn chị ơi. Phải giết được nó anh em ạ, mình phải có cái Dust Lobber để giết nó, để nó cho nhanh mình ra turn mới. Đâu rồi, đâu rồi? Sao mà cái sắt này nó cho chậm thế này? Mắc chậm luôn ấy. Này thì chậm này, này thì chậm nè. Giết nó đã anh em ạ. Nó ăn được thêm mấy cái kia, nó khỏe quá, nó trầu quá. Trời, đặt nhầm cây ạ. Cho ra ngoài luôn đi đã, tính sau. Chính xác là như vậy đấy. Mất thời gian quá. Ra ngoài. Đúng rồi. Lên à anh em. Có đặt luôn thôi, Blover có đặt luôn. Chẳng cần phải đợi ai cả. Tự nhiên nó hiện lên cái Mania Legend đấy làm gì nhỉ? Thì mình ấn nhầm vào. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rất đông nha. Đây rất đông nè. Bay ra ngoài. Dust Lobber nè. Dùng hết tốc lực luôn đấy. Này. Tiền nhiều rồi đấy. Bắt đầu là dùng những cái này thôi. Dust Lobber ở hàng sau. Nói chung là càng nhiều Dust Lobber càng tốt. Phải nói như vậy. Shadow gần ít thôi, không cần nhiều lắm đâu. Đây anh em ơi, có tên rồi. Dùng luôn, dùng luôn, dùng luôn, dùng luôn, dùng luôn, dùng luôn, dùng luôn. Dùng luôn thôi. Ok. Tiếc là phải mất công đào đi thôi mà. Ok. Dust Lobber vẫn là ưu tiên hàng đầu anh em ạ. Ơ chị, ấn tí ấn nhầm nha. Anh em cần phải xem kỹ trước khi là dùng cái Blover ấy. Không là ăn cám ngay. Sổ cả một đống này. Cả một đống này. Cả một đống này. Phát nữa. Như thế này. 38 chưa dùng vội anh em ạ. Tầm khoảng hơn ít hơn 30 giây mới được dùng. Thế quái trên kia cây chết hết rồi vậy.
Đây, bây giờ tôi dùng này. Bây giờ dùng này. Bây giờ dùng này, hợp lý đấy. Cái này hồi thời gian hồi lâu, thời gian nó tồn tại lâu quá. Không cần thiết, điều đấy là không cần thiết. Úi ôi. Đấy, bây giờ vẫn được hơn 3 triệu này. Ôi, chỗ này bị vướng ạ. Bị vướng anh em ơi. Đây, vẫn được, vẫn 3 triệu tư. Bị vướng ở chỗ này, bị vướng mất cái bình của nó. Chúng ta kiếm thêm 2.5k tiền, thế thôi. Đơn giản. Và ok, thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plants vs Zombies 2. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.